Chào các bạn, bây giờ là 6 giờ chiều đó các bạn. Mình đang có mặt ở đường Rama 1 này các bạn. Ngay bên tay phải của mình đây là Central World đó nha các bạn. Là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Bangkok. Cái đường Rama 1 bây giờ xe cũng kẹt rồi đó các bạn. Mời các bạn trải nghiệm với mình cái đường Rama 1 này nha. Trước mặt mình đó là tàu điện trên không đó các bạn. Và cái cầu vượt đó, các bạn thấy người ta đi trên cầu vượt không? Cầu vượt nó nối liền, chạy dài tới Phuong Chit. Các bạn, cái đoạn đường mà đi Asok, đi Terminal 21. Mời các bạn đồng hành với mình nha. Trời càng lúc càng về chiều tối rồi đó các bạn. Bây giờ nắng hạ chút đỉnh rồi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn còn cái oi bức nha các bạn. Nhiệt độ ở Thái Lan lúc này rất là nóng, có khi lên tới 40 độ đó các bạn. Mình phải đi ra ngoài thường xuyên là tìm những cái nơi mà trú tránh nắng đó các bạn. Đây là trạm xe buýt này các bạn. Học sinh nó đang chờ xe. Một đoạn đường nữa là mình sẽ tới cái cầu vượt đi ngang qua cái đại lộ Prayathai nha các bạn. Rất là lớn luôn. Và điểm đến đó là cái trung tâm thương mại MBK của Bangkok. Ở đây khách nước ngoài nhiều lắm các bạn ơi. Họ phun nước này các bạn. Này các bạn thấy chưa? Có hệ thống nó phun. Cái cầu vượt cái trước mặt các bạn đó các bạn, nó chạy dài tới Phuong Chit. Trước mặt các bạn là cái xe giảm Paracon đó các bạn. Đây cũng là một trong những trung tâm thương mại lớn. Mình đang đi trên đường Rama 1 nha các bạn. Đây, trước mặt các bạn bên tay phải là xe giảm Paracon, cũng là một trong những trung tâm thương mại lớn đó các bạn ơi. Mình cũng đã trải nghiệm nhiều lần cái trung tâm xe giảm Paracon cho các bạn xem rồi nha. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm ngoài đường phố thôi nha các bạn. Các bạn thấy đây là một trong những cái cổng vào của xe giảm Paracon. Mình chỉ giới thiệu vậy thôi nha các bạn, rồi bắt đầu mình đi tiếp. Trước mặt các bạn đó là cái trạm tàu điện trên không, xe giảm. Đây là một trong những trạm tàu điện mà nhộn nhịp nhất luôn các bạn. Tại vì ở khu vực này nó bao gồm rất là nhiều các trung tâm thương mại. Central World, xe giảm Paracon, xe giảm Center, xe giảm Discovery, xe giảm Square One,
rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây là mình đang đi ngang qua cái suy giảm Paracon này nha các bạn. Đây họ làm những thác nước nhân tạo đẹp mắt lắm các bạn. Này các bạn thấy chưa? Đây những thác nước nhân tạo. Của suy giảm Paracon nha các bạn. Đây suy giảm Paracon nè các bạn, nhìn thấy không? Các bạn hiểu á. Các bạn hiểu suy giảm Paracon. Rồi mình đi tiếp tục trải nghiệm nha các bạn. Xe bây giờ cũng có kẹt đó các bạn ơi. Một chút xíu nữa các bạn sẽ nhìn thấy cuối con đường Rama 1 này là một cái cầu vượt rất là khổng lồ luôn các bạn ơi. Nó đưa đến cái trung tâm thương mại MBK của Bangkok đó nha các bạn. Còn đây là một trong những cổng vào với suy giảm Paracon. Thì một chút xíu các bạn sẽ nhìn thấy cái trung tâm MBK nha các bạn. MBK của Bangkok đó. Và có một cái cầu vượt ở trước nó đi băng ngang qua lỗ Phayathai và cái Rama 1 là như các bạn. Mà rất là khổng lồ luôn. Một chút xíu mình sẽ review cho các bạn xem cái cầu vượt đó cho các bạn thấy nha. Ở ngay trung tâm Bangkok luôn các bạn ơi. Ở bên trái các bạn đó là cái trung tâm thương mại suy giảm Square One. Các bạn thấy không, suy giảm Square One cũng là nhộn nhịp lắm. Mình cũng đã từng trải nghiệm cho các bạn xem rồi. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm về cái đường Rama 1 này cho các bạn xem nha. Bây giờ là 6 giờ, hơn 6 giờ chút xíu đó các bạn ơi. Ở đây mà tối là cũng vui lắm. Mời các bạn theo dõi với mình nha. Mình gần tới rồi đó các bạn. Cuối đoạn đường Rama này các bạn sẽ gặp cái cầu vượt mà mình đã giới thiệu á. Cầu vượt khổng lồ luôn. Đây là cái chỗ thờ của cái suy giảm center nha các bạn. Cuối suy giảm center này là cái cầu vượt mà mình đã giới thiệu với các bạn đó. Con sư tử lân đá, kỳ lân đá đó các bạn thấy chưa. Các bạn thấy bên kia rất là nhộn nhịp không? Các bạn. Thành phố sắp sửa lên đèn rồi đó các bạn ơi. Rồi mình đi tiếp tục nha các bạn. Đây là mình đi ngang qua các trung tâm suy giảm center rồi các bạn.
trạm xe buýt nè các bạn. Có nhiều người đang chờ cái trạm xe buýt đó. Các bạn thấy không, thành phố sắp sửa lên đèn rồi. Bạn nhìn thấy không, bên trái rất là nhộn nhịp luôn. Đây, suy giảm center đấy các bạn.